giờ mình phải upgrade con ấy lên đúng không? Em ơi anh muốn đi cùng em. Anh hiểu vấn đề luôn. Ôi trời, con háng bòi lửa no. Đi háng bòi lửa lên. Ừ nha. Đủ thế nhờ, mất con háng bòi lửa rồi. Lão quá. Cuối cùng nữa. Thế mà còn chưa mắc skin nữa. Thế mà còn chưa các skin anh em ạ. Vá bầu. Thế nhỉ. Nhân đôi cái B nó bố mình lại mày. Đôi đẹp đẹp cái làm đéo gì. Từ đã mấy con câu lần của mình đâu nhở. Ok hiểu vấn đề luôn. Thì nhầm hay sao nhở? Thì nhầm rồi. Mình để 4 con câu lần. Anh em ạ. Chú đầu rồi. Là như nào nhở? Nhớ là mình để 4 con câu lừng khác nhau mà ta. Để mình chỉ việc up cấp mà.
cái trước con kia lên rồi. Nhưng còn đen lắm. Chưa từng nhìn thấy bao nhiêu con cô lừng. Cộng là trừ con này nhá, không có này, một này, Dream Reaper thì còn hai con cất kho đây, ba con vẫn thiếu. Ok tạm thời rồi. Rời hơi dễ. Dạ. Tại sao lại không múc cánh nhờ? Mẹ nó auto ngu chưa? Em thể cay vậy đấy. Ui tìm đổi máu ấy.
Ê, chính là dùng cái chiêu chiêu 2 mới đúng. Cái chiêu 2 con này mới đúng. Tại con này nó tự có giải hiệu ứng. Chiêu 2 con Colin nữa. Ở đây con Fairy á. Một thời gian thế. Rồi ôi. Thế thì cũng chịu luôn. Đơ luôn à. Auto game nó ngủ thế. Ui dồi ôi. Mẹ game vô lý nhờ. Xong bị đơ rồi. Game nó auto ngu vậy đấy. Ok kìa. Không auto nhưng mình lại bấm nhầm mà. Vô tiêm thắt lưỡi rồi. Quá mệt mỏi với cái game. Mau tu ngu người luôn. Kết thúc thì mất thời gian quá.
3 sao ấy, cày cho đồng bộ ấy. Ui hả? Ui hả? Mua cái ảo chứ. Thank you.
work. This work isn't for amateurs. Điền chứ. Rồi in vẫn một à. Quá tê. Thank you.
đây này. Đây thấy sạch của đây. Thì bỏ con này đi đi. Ông ấy chọn leo đây cho phải đạo đến thứ hai của đạo. Em gặp tam mắc chín nhà đéo không giờ hít bài hít đâu mạnh như đâu thế luôn biết thì đéo chọn ấn gặp mấy thằng ngu chứ spam ấy học tính về đấy. Cũng chọn sai nền văn minh luôn ấy, tự nhiên chơi cùng mấy thằng ngu này sao nhở điểm sao nhở từ từ đã bây giờ đến giờ ngồi ăn cốc rồi.
nhìn mấy mình ngưng. Cực đi. Tài nó cũng mạnh đến cái mức mà phải spam đấy chứ. Bây giờ mình muốn up cooldown lên thì dễ rồi. Cooldown bây giờ chỉ còn 4 con đúng không? Con thì mình dư rồi, 1, 2, 3. Dư rồi. Thế thì mấy con 2 sao mắc thì vứt đi, up đi. 5 cái đấy. Cũng phải lên 5 ý là. Ờ đúng rồi, up lên 5 cô lần ý là. Một con này. 2, 3 này. Từ đâu? Mới bầu 5. Loạn quá. Thế con này loạn vãi đái ạ. Ôi nhờ, quên đây chứ. Họ phát được 2 con cơ. Thank you.
quái thì mình để áp đây. Đây là số quái cuối cùng còn lại của mình ở trong kho. Ok. Trước khi ngày hôm nay kết thúc mình sẽ tháo hết răn ra, mình chỉ để lại răn của vài con thôi. Trong đó những con để lại sẽ bao gồm là Inu. Răn này chắc chắn cần tháo vội. Trăm mười lăm tốc. Hãy là xem tìm đua tốc. Griffon này, Griffin này. Cái phim này chưa được up cấp luôn á. Còn để làm nguyên liệu đi. Yêu sao. Ôi sao x2 còn nhiều thế. Game cái chết thành nhanh với 47 phút á và anh cảm thấy chịu tê.
đi. Là cho tôi cái bút đi má ơi. Như con que bỏ thế. Em cần mỗi cái bút ấy thôi, nó ra toàn bút gì ấy em ơi. Mình zone phát đầu không sao đấy. Súng con cá này vừa ngon vừa cụ tây anh. Mục đích thì đâu phải quay lại nhưng mà đây có cái hòm đỏ you
chiêu con cáo lửa nha. Hình như cảm giác là hôm nay nó bị yếu hơn mọi hôm. Mình không muốn mất máu anh em ạ. Cái map này khó lắm. Này ngon. Nữa sao lắm đạn này thế. Mới update này rồi sao? Cái này ngày trước ấy, là hình của nó là hình ấy cơ. Hình kiểu ngọn lửa nó dài dài cơ, bây giờ nó fix rồi. Đi lấy búp trước khi vào kia nhá. Đây này.
đau thế, bị độc. Cày thế. Đi chiến thất bại luôn mà. Ủa sao quái gì trâu thế? Đâu mà đá anh quái trâu thế? Chú thế. Yeah.
Xong yếu vãi đái. Thực ra là con này là một trong những con mà đầu game khá là mạnh. Phải lết bất cập chết. Ôi trời ơi, game khó quá. Cái gì đen? Quả tên lửa cuối cùng nó vẫn chết kìa, may chưa, may quá may luôn. Đáng đời vậy. Đồ chân phá thì cũng không có. Trời quá, trận này bị mất mút mọi người ạ. Test thì thôi, nhưng mà say mê nguyên tố thì cần. Ngon luôn. Búp nữa là mình xong cái búp. Ngon mọi người. Hey!
gì thế? Kìa. Ê. Quá thật anh em ạ. Ôi ngon rồi. Ôi được vũ điệu lửa rồi, vũ điệu lửa khá ngon. Yes, phước lành linh hồn, điệu lửa cộng tối đa 5. Ok. Phước lành linh hồn, điệu lửa. Chưa tắt đã ngon rồi. 50 lận. Này đi tăng cơ hội lucky shot. Ok. Rồi. Giờ mình cần tìm kiếm một cuộn pháp sư đi. Hoặc là cái này. Nghĩa là lấy cái pháp sư ngon nhất. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khó đấy. Quả bom nổ này nó đật người luôn đấy. Chết rồi, âm 71 đồng. Tôi được số nữa chứ. Đây bất ổn rồi đấy. Baby nói cho anh nghe, baby. Ốc quần nào lên rồi. Chết rồi, không có mắc. Ôi kìa, đấy đầy này. Có đấy nhỉ? À quên. Em đêm nay ai là kẻ
Trái tim còn dài lắm, tao còn dài lắm.
Ai mình phải phun ra mắc mấy chục con này. Nhiều lắm, thầu một cành đấy phải mấy trăm con đấy, mười mấy con để nào nào cái này vào. Hơi nhầm.
con ưng. Thank you.
cho nó đi hầm ngục khác nhỉ, để kiếm con ấy. Zipper cơ. Kiếm con Grim Zipper thì phải đánh cái team này. Ok. Travel Arrow. À. Con này nó chưa có răng nữa chứ. Con này tí răn đi nhỉ. Ơ à, cho ra ngoài rồi mà nó ít thứ này ạ, bữa vậy. Thôi. Hôm qua mình đào về ở đâu nhỉ? Ok ok. Click stop. Yeah. Mà fuck quá download. Oh, epic chart. Ok. Ê, tôi cứ lắp tạm đi đã. Không. Biểu thế nhỉ?
Chết rồi.